và quán quân thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015 là Trọng Hiếu. Xin được chúc mừng Trọng Hiếu trở thành quán quân của thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Bạn nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 600 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Có đôi khi trên con đường dài đôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đứa đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó như trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Trên con đường tôi những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. No, ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây